hôm nay lại hữu duyên gặp được bà rồi. Hôm bữa con gặp bà ở trên cấp của thầy Minh Tuệ trên Gia Lai ấy, bà nhớ con không? Đó, hôm nay con lại được gặp bà, gặp anh này luôn. Mọi người khán giả nhìn chắc chắn là sẽ nhận ra là anh với bà luôn. À, bà cho con hỏi là sáng nay bà có được gặp thầy Minh Tuệ không bà? Gặp bữa hôm qua mà bị lên trong 20 bữa này rồi. À là sáng nay là bà thấy thầy đi khất thực xuống dưới. Còn hôm hôm à hôm qua là gặp là dạ vậy là cũng có duyên quá rồi. À là đứng gần là thấy thầy đi khất thực luôn. Hôm nay thầy đi khất thực là đi được mấy nhà là bà nhỉ? À xuống hai nhà. Bởi vì chắc là người dân họ cũng chuẩn bị. À. Ủa vậy là hai nhà là ngay bên trong chỗ cấp thầy năm xuống bên dưới một xíu là thầy là quay lên luôn. Xuống đầu làng. Đầu làng. À xuống đầu làng. Ủa hôm nay có đi. À. Như kiểu là người dân họ cũng biết là chắc là có thể là ngày mai đoán được thầy sẽ đi hướng đó. Nên là cũng chuẩn bị để cúng dường cho thầy. Dạ. 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 Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng. Mà không biết là tôi đứng xa. Dạ. Thấy thì bỏ được thầy với bình bác rồi thấy là đứng vòng vòng rồi quay lên còn vụ này nó còn nó cũng thấy chính xác đâu. Dạ, sáng bà có chuẩn bị đem đồ cúng dường cho thầy Minh Tuệ không? Cũng không có. À, thấy bà xách cái giỏ này. À. Mình nghĩ là tối thôi, mình nhận thông ô ông. Dạ. Mỗi nhà mà sao mình có dạ. Yeah. Nước để mà mình trình lên cho thành để mà. À. Dạ. Yeah. Vậy là bà cũng cũng có cũng được thầy là chai nước suối. Dạ. Yeah. Giờ mình có mang cái gì mình cũng không được. À. Vậy là nếu mà mình có mang theo đồ ăn là cũng không có để vô trong mà cũng không có đưa cho thầy được. Dạ. Yeah. Giờ mình cứ trình cái tâm của mình vậy thôi. Tâm nguyện của mình gặp được thầy. Dạ vâng. Nhưng mà bà cũng hữu duyên quá rồi, bà tận hai lần gặp thầy Minh Tuệ là ở đây rồi. Dạ, yeah. Là hôm qua anh có gặp không? Hôm qua anh có gặp thầy không? Gặp. Trời lại đây mà. Dạ, yeah. Là lúc mà thầy đi qua là anh đứng ở đấy là anh nhìn à? Gặp 5 mét, 3 mét rồi gì cũng đâu mình đang đứng đàng hoàng tự an ninh rất chi chặt. À. Thành ra là đứng đàng hoàng. Còn mà mình không chậm là ai cái gì thì nghe mà mình đúng. Còn cái gì thôi mình cũng muốn qua mình quỳ lại cách 15 mét mình quỳ lại bái thầy. Dạ. Vậy thôi chứ còn không có giá không cũng. Nhưng mà hôm nay là đi cùng với thầy có thầy Năm đi cùng không? Ở đây là thầy tự động đi một mình. Là một mình thầy thôi. À. Với lại là bên anh em bên an ninh thôi. An ninh thôi chứ còn an ninh thì thiết chặt là 50 người dân là 50 á, an ninh nói gì thôi. À vậy là có nghĩa là không có người lạ vô được, vậy là an toàn để cho bà con mừng. Còn camera đồ chứ khá sống đồ không có ai mà là dám đụng đầy. Camera ở nhà cũng phải lên che đấy. À nghĩa là tất cả là không được quay, không chụp, không bất cứ một hình thức nào. Đúng là làm việc tốt cho thầy chứ không phải. Dạ vâng, vậy là cũng tốt rồi để bà con yên tâm. Vậy là cũng để chia sẻ là nó gặp được thầy đó là một cái điều rất là mừng, bởi vì chắc về đây chắc cũng ít người dân gặp được á anh nhỉ. Sao bây giờ mong sao là người dân ta cả nước đều rất muốn gặp thầy. Bà có thể đứng qua bên này giúp con được không? Đây đó. Dạ đó 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 cho bà đứng qua bên này là nhà nước thầy lâu lâu tạo điều kiện cho người dân. Còn ở đây là bây giờ bà con cả nước cũng được hy vọng tới đây thầy đã anh nên tiếp dẫn. Thứ hai nữa là thầy muốn cho thầy đỡ tu cho tới như tới đỉnh. Vậy là đến cũng không có gặp được. À, cũng như hồng gặp hạt gọng của
dưới chị đạp mình. Dạ. Không có muốn rồi cho thầy. Dạ. Nói với bà con cả nước đừng nên tới đây cũng đứng đi về thôi chứ không không có gặp được. Từ người dân ở trong làng không có người gặp có hoàn. Dạ. Trong cái khu đó luôn á. Trong ngày 12 giờ đêm tới sáng là nhà nào ở yên vậy đó. À. Với là không đi ra được, không đi vô được. Đâu. Thôi. Dạ. Nhưng mà vậy thì cũng đảm bảo cho thầy người lạ không có vô được thì tất cả mọi người yên tâm. Đây là cũng giờ này nhà chú ruột. Nhà chú ruột mới về cho thứ bảy thì. À. Là nhà chú ruột năm giờ là thầy anh mới vô được được trong đó. Vậy là cũng may mắn cũng có duyên. Thầy cũng về đây lại cũng gặp nhà anh em bà con chú ở trong đó. Nên cũng hỏi mình lắm chứ nhưng mà điều nói chú vô lạnh. À. Dạ. Và hai hôm gặp được thầy, nhưng mà hôm nay gặp thầy có anh thấy có một cái điều gì đó mà đặc biệt không? Anh cảm thấy không? Mình đàn ông chứ, mình cũng đàn ông chứ, mình cảm thấy thầy tuyệt vời. Thầy sống xương bằng gió cho thầy thì kỳ. Nhìn thầy sáng luôn, nhìn nhất là nhìn vào mặt thầy lúc nào thầy cũng tủm tỉm cười, mình cảm nhận như vậy á. Dạ. Hôm nay thầy bước đi thầy có cười không anh? Có xuống ai về là đầy rớt xuống đất rồi thôi, thầy cho là thầy tặng lại mà. À, hôm bữa về Gia Lai á, thầy bước đi thầy cười. Bước này mà hai ngày cũng không tới tay thầy mà. À. Mình đâu dành cho mình cũng như không đứng ra thôi, chứ còn những người đó. Không có ai nói chung, không có ai nhào tóc nữa. À, tất cả mọi người đều là tự nhiên hết. Vậy là hôm nay là cũng may mắn là như anh đây là cũng có người quen trong đấy mới gặp được thầy chứ còn không làm sao mà vô được. À. Không dám về đâu. Thì tới đây. Dạ. Bởi vì bà con thấy đứng đầy đấy hết này, đâu có vô trong được đâu. Đó, đây để cho mọi người thấy này. Này bên trong là chốt chặn là không có vô được này. Hầu như là chốt này là hầu như là cũng phải người quen là mới đi vô trong này được không phải không? À. Dạ, nói chung là cũng phải có người bảo lãnh. Đó, bên này sáng nay cũng đứng đây đông lắm mà bây giờ mọi người đi vô trong đây rồi. Không có lãnh không được đâu, bảo lãnh có được một phần thôi. Dạ. Hình như không dám bảo lãnh. Không dám bảo lãnh đâu. Bây giờ không biết ai vào ai đâu đúng không? Vậy trong đấy chắc không có ai quay phim chụp hình gì đâu luôn. Không ai cầm lên một cái điện thoại nào. Dạ. Thôi vậy cũng tốt cho thầy. Thầy đi đấy, như vậy cũng tốt rồi nhưng mà chắc là thầy cũng không đi ra ngoài đâu vậy chị nhỉ? Mình về là mình về nhà chứ đâu á, mình đâu ra đường đâu, đâu dám ra đường đâu. Ngọn nhẹ hả? À. Đó để cho mọi người biết. Đường. Dạ vâng. Dạ. Ủa vậy là nhà của bà với nhà anh là ở tận đâu ạ? Ở Bình Dương. À là cũng ở gần đây. 10 cây gần mà. Dạ dạ. Vậy là cũng gần mà. À, và con cảm ơn bà với anh đã chia sẻ giúp con hôm nay nhé. Hôm nay hữu duyên có gặp được bà. Con chúc bà có nhiều sức khỏe. Dạ, hôm bữa lên trên Gia Lai con gặp bà cùng với anh cũng một anh nữa cơ. Dạ. 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 Dạ dạ. Dạ. Không phải mình riêng nước Việt Nam của mình, nhưng mà trên cả nước hết, đến nước Việt Nam của mình. Dạ. Là sau đó là được thịnh vượng, mà con dân chúng được bình an. Mà không phải bình an cái nước Việt Nam của mình không, trên cả nước hết. Dạ. Là thầy thấy mến mộ quá. Mấy đêm nay rồi, chứ không phải mới đây đâu. Nhưng mà gặp được thầy là mừng rồi, con rất mừng. Dạ. Con dân hay là công an chức năng mà giữ cũng rất là mừng. Dạ. Mừng là sao? Chúng viên ngọc quý. Dạ. Mà trên cả nước Việt Nam của mình. Dạ. Cố gắng
Dạ. Hiện tại cái đầu xưa mà không để lại đầu này, bây giờ để lại đầu này mà không ai biết hết, thì ngày nay ông ra ông xuất hiện để ông đánh thức mỗi một con người, cái tâm con người để thật tỉnh lại, để quay đầu quay gốc hướng thiện, để theo cái gốc chân của ngài sâu để thế hệ mai sau con cháu là đó hết tất cả, thấy không? Mà dạ. Không có ổng đây thì mình mới mệt. Dạ, con cảm ơn bà rất nhiều đã chia sẻ nhé. Anh có thể đứng cho em chụp tấm hình được. Dạ. Thì bây giờ mình cứ dừng nó theo đứng vào đây. Dạ, được rồi. Anh có thể đứng sát với bà được không? Anh đứng sát với bà. Đó, để cho em chụp một tấm hình nhé. Rồi. Rồi, em cảm ơn nhiều lắm ạ. Rồi, con cảm ơn bà nhiều. Chúc bà sức khỏe nhá. Rồi, con cảm ơn nhiều ạ. Dạ, hôm nay con lại gặp bà lần nữa rồi là có duyên rồi. Bà cũng nhớ tới con, biết bà vẫn nhận ra. Là con mừng quá. Bà không có biết á. Dạ. Dạ. Bà biết á. Thì bà hỏi thăm nhà bà nói bà. Dạ, dạ, con cảm ơn bà nhiều. Dạ bây giờ con lên chỗ sư Tịch Quang, con mua đồ ăn mà sáng nó chưa vừa nhờ ông kia chưa mua là con này con thấy lo quá. Đi chạy vô đây. Ở đây đi chạy vô chợ nhanh thôi. Dạ 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 dạ, con cảm ơn bà, con cảm ơn bà nhiều. Dạ con có số điện thoại của anh rồi, có gì con gọi cho anh. Dạ dạ dạ.